bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Lê Đăng đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một con Ender Mini tình nha các bạn. Đây là bản vẽ của nó này. Đây nha. Đây bạn vẽ đây. Cái tô màu theo thôi. Chịu. Bây giờ sẽ đến phần thân nha. Ui giời ơi, rời mất. Thì phải mấy con người đã tô màu hết thôi nha. Thì hôm nay thì bây giờ mình sẽ cắt con này ra các bạn. Đây này, các bạn để mình cắt này. Đây, thì mình đã cắt xong rồi. Các bạn mình đã cắt xong rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình đã băng đến nha bạn. Đi ra mình nào, bởi vì cục bánh dính đấy mẹ và mình lười mang lên đây lắm. Như thế mình sẽ đi thử ngắm mình dán nha. Đầu tiên mình sẽ gấp mấy cái này lại. Đây, thì gấp xong rồi nha bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cục bánh dính. Chào. Bắt đầu con đoạn dán. Bây giờ mình sẽ dán cái đầu trước. Các bạn đợi mình dán cái đầu nha. Thì đây mình đã dán xong rồi. Các bạn nhớ dán thêm cái này nha các bạn. Thì đây cái hàng của con Enderman. Thì mình sẽ dán vào bên trong đây nha. Các bạn đợi mình dán xong nha. Thì đây mình đã dán xong cái miệng cho con này. Các bạn sẽ dán bên này. Mình sẽ đẹp cái đầu đây, thì mình sẽ dán cái thân các bạn. Đây mình sẽ dán cái thân đây. Thì mình sẽ dán xong tất cả bộ phận của nó. Bây giờ mình sẽ dán cái con Enderman nhiều như tình để dành cho các bạn. Thì đây mình sẽ dán xong con Enderman nhiều tình nữa để nó ngon được. Đây cái tưởng nó sẽ cong cong như này này bạn. Thì tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye. Các bạn nhớ đăng ký và nhấn like cho mình nha.